khi Hàn Tín công phá nước Tề, cũng chính là lúc Hạng Vũ đông chinh Bành Việt lần thứ hai. Chỉ trong 15 ngày, Hạng Vũ đã chiếm lại 17 thành trì, bình định đất lương. Tề Vương Điền Quản bị Hàn Tín đánh cho khiếp sợ, bại trận tan tác, bất đắc dĩ đành cầu cứu Hạng Vũ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hạng Vũ quyết định cho đại tướng Long Thư làm thống soái, dẫn theo 20 vạn binh mã đi cứu nước Tề. Cũng thật không ngờ, Hạng Vũ và Điền Quản từng đánh nhau chí chóe, nhưng nay lại vì một Hàn Tín mà bất đắc dĩ phải hợp tác với nhau. Long Thư tấn tốc hành động, nhanh chóng cùng Tề Vương Điền Quản hợp quân ở Cao Mật. Tình thế khi đó đối với Hàn Tín có thể nói là vô cùng bất lợi. Phía Tây Nam có quân của Điền Hoành, phía Đông Nam có quân của Điền Quản, phía Đông Bắc có quân của Điền Ký, tạo thành thế ba mặt giáp công. Long Thư lại là đệ nhất mãnh tướng của Hạng Vũ, đã từng liên thủ cùng Điền Vinh, đại phá quân Tần ở Đông A, danh tướng Anh Bố cũng là bại tướng dưới tay Long Thư. Liên quân Tề Sở đã lên tới hơn 20 vạn, trong đó, quân của Long Thư phần lớn là kỵ binh, vô cùng tinh nhuệ. Còn Hàn Tín chỉ có trong tay không đến 10 vạn quân, đã vậy mà còn phải phân tán binh lực đi các nơi như Lịch Hạ, Lâm Truy, để đề phòng sự phản công của Điền Hoành, Điền Ký. Khi hai quân còn chưa giao tranh, mưu sĩ dưới trướng Long Thư đã hiến kế, rằng quân Hán xa quê, liều chết chiến đấu, tinh nhuệ khí thế khó bề cản nổi. Còn hai quân Tề Sở thì lại tác chiến ngay trước cửa nhà, binh sĩ dễ bề tháo chạy. Bởi vậy, chi bằng cho xây dựng lũy cao hào sâu, để Tề Vương phái đại thần Tâm Phúc đi chiêu hàng những thành trì đã mất. Tướng sĩ ở những thành ấp đó, nếu biết được quân vương của mình vẫn còn sống, lại thêm quân Sở đến cứu viện, nhất định họ đều sẽ vùng lên, chống lại quân Hán. Quân Hán đang tạm lưu lại đất Tề, cách xa bản quốc 2.000 dặm. Nếu như toàn bộ thành ấp nước Tề đều phản công, quân Hán sẽ không có chỗ nào để lấy lương thảo. Như vậy, có thể không cần đánh mà lại khiến địch tự hàng. Đây quả thực là thượng sách trong những thượng sách để phá quân Hàn Tín, nhưng Long Thư lại không đồng ý. Ông nói, Hàn Tín chẳng qua chỉ là kẻ sống nhờ đồ bố thí của bà lão giặc đồ, chui qua Hán người khác, không đáng phải sợ. Vả lại, hiện giờ đang mang danh đi cứu viện nước Tề, nếu không đánh một trận, mà chỉ chờ quân Hán chủ động đầu hàng, thì chẳng phải ta không có công lao gì sao? Còn nếu đánh bại Hàn Tín, một nửa nước Tề liền rơi vào tay ta. Điều Long Thư suy tính chính là, nếu như kiên thủ không đánh, lực lượng quân Tề sẽ nhanh chóng khôi phục. Tuy là có thể đánh bại Hàn Tín, nhưng người nắm giữ nước Tề vẫn là họ Điền, Long Thư và nước Sở sẽ chẳng được lợi lộc gì. Nước Tề và Sở vốn có thù không đội trời chung, lần này cũng bởi tình thế ép buộc, nên mới phải tạm gác ân oán sang một bên. Một khi qua cơn nguy khốn, quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Vậy thì Long Thư tiến quân lên phía Bắc lần này, chẳng phải là làm không công cho nước Tề hay sao? Bởi vậy, Long Thư chỉ còn cách quyết đấu với Hàn Tín một phen. Tháng 11, năm 202 trước công nguyên, liên quân Tề Sở bày binh bố trận ở bên kia sông Duy Thủy. Điền Quản và Long Thư hợp quân ở bờ Đông, còn Hàn Tín thì ở bờ Tây. Ưu thế về binh lực và địa thế của Duy Thủy khiến Long Thư tin rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hàn Tín sai người, ngày đêm gấp rút làm hơn 10.000 bao túi, sau đó cho đựng đầy đất cát, rồi đem chặn ở thượng du sông Duy Thủy, khiến nước sông tích tụ lại, tạo thành một đập chứa nước. Ông lệnh cho một nửa số quân mã mai phục ở bờ sông, còn bản thân dẫn theo một nửa binh sĩ, vượt sông mà tập kích Long Thư. Long Thư thấy vậy cười thầm, Hàn Tín quả nhiên chỉ là hữu danh vô thực, ngay đến đạo lý rằng tập kích quân địch khi họ vượt được nửa sông thì ắt thắng mà hắn cũng không biết, vậy để ta giáo huấn hắn một chút. Thế là Long Thư bèn nhân lúc quân Hán mới vượt được nửa sông, liền hạ lệnh tấn công. Hàn Tín giả thua, tháo chạy trở về. Long Thư dương dương tự đắc, càng tin Hàn Tín chỉ là kẻ nhát gan, bèn tiên phong cưỡi ngựa xung trận, dẫn theo rất nhiều binh sĩ, vượt sông truy kích. Ngay khi quân tiên phong của Long Thư vừa qua sông, quân chủ lực mới qua được nửa sông, Hàn Tín lập tức lệnh cho quân sĩ phá trách bao đựng cát trên thượng nguồn, để nước sông cuồn cuộn đổ xuống như dòng lũ, khiến binh sĩ của Long Thư ở giữa sông bị cuốn trôi hơn một nửa. Liên quân Tề Sở trên bờ bị chia cắt ở hai bên sông, đầu cuối không thể tiếp ứng lẫn nhau,
quân Hán thừa cơ dũng mãnh phản công. Trong lúc hỗn chiến, Long Thư bị Tào Tham giết chết, toàn bộ liên quân Tề Sở ở bờ Tây đều bị quân của Hàn Tín tiêu diệt. Bộ phận quân Sở còn mắc ở phía đông của dòng sông, trông thấy chủ tướng đã tử trận, binh lính không chiến tự bại, bỏ chạy tán loạn. Hàn Tín truy đuổi tàn quân đến Thành Dương, bắt sống Điền Quảng, Điền Quang, Điền Chương, giành toàn thắng. Tào Tham đông tiến, dẹp yên quân của Điền Ký, còn Quán Anh dẫn quân về hướng Tây, truy kích Điền Hoành. Quân Điền Hoành tan tác, thua chạy đến đất Lương, quy thuận Bành Việt. Quán Anh tiếp tục tiến quân đến Can Thừa, công đánh tướng Điền Hấp. Hai tướng Tề là Điền Hấp, Điền Quảng đều tử trận nơi chiến trường. Cuối cùng, quân Hán đã bình định đất Tề, tổng cộng chiếm được hơn 70 thành trì. Vậy sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào? Chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.